À, xin chào quý anh chị đang xem YouTube á, hôm nay chủ nhật á, cái bạch mai đọt đỏ trổ bông nè. Bông à, giống bông như bông giáo vậy, bông chán luôn à. Bự luôn á, à, bích bằng tay luôn á. Bông này cỡ 6 phần có à. Nhiều cánh như ông giả Thủ Đức vậy. Đây có bông bông cây siêu bông trổ bông bên đây nè. Bứt cái bông mà. À, bông trổ à qua. Wow. Bứt cái bông bự của nó nè. Bự chùm cái giống này rất là dễ nuôi á. Bạch mai đọt đỏ nè, nuôi ngoài nắng được á. Bông bự hơn siêu bông nữa ha. Ngày hôm qua chùm đọt nó ra thì có lúc đỏ có lúc mà nó ửng hồng á, rất là đẹp á, nhìn cái đọt thôi cũng đã nữa nè. Chê lá đẹp á, vừa lá đẹp vừa hoa đẹp á, đọt ửng hồng hồng nè. Hồng đỏ đâu á, đã lắm. Bạch mai đọt đỏ đây, cây bạch mai nha. Bạch mai Thái, cái này cái tên gọi người ta kêu ha, chứ nhiều khi cái gốc nó cũng ở Việt Nam mà nó chứ bên Thái nhiều khi kêu kêu vậy chứ Thái cho nó sang sang chứ chưa chắc cái ống này nè ở Thái nè. Ta lấy hộp ương ra ở Việt Nam mình này, đặt tên cho nó khác khác ha. Cũng không biết được, nhiều khi ở Thái ha. Bông rất là đẹp á, cái phơm hoa nó tròn trĩnh, nó bầu bầu vậy nè. Đó, cục cục luôn á. Quá đẹp nó gặp nè. Này mình thấy nó không có bị mù u giống như bạch mai Miến Điện mình á. Nếu mà bạch mai Miến Điện mình trổ nhiều quá không đủ sức thì ra bông mù u á. Bông nó màu à, cái màu nó trắng ngà ngà. Nó Miến Điện á, nó hay bị mù u á. Còn này nè. Nó nhỏ, không đủ sức thì bông nó nhỏ mà vẫn đủ cánh. Quá đẹp á. Chùm mà quá đã. Bạch mai Thái. Đây, cây đọt đỏ với cây Thái nha. Cái bông nhìn nó đã thiệt chứ, trắng tinh nó. Mê ly chùm 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 dưới đây nữa nè. Bông bự á. Dàn xương của hàng à, đọt đỏ ra dữ lắm á. Xương cá nè.
Này mà trồng đất đủ lực à, bông dữ dằn lắm á. Như xương cá nha. Chùm 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 luôn, quá đã.